Vậy Đức đi là gì vậy chú? Ở lớp học, con có bao giờ cho bạn mượn đồ chơi chưa? Dạ rồi. Lúc con cho mượn, con có nghĩ bạn đó trả lại cho con không? Dạ có. Thì Đức tin nó cũng giống như vậy đấy. Em có quan hệ gì với nạn nhân vậy? Dạ, chị Hạnh là chị dâu của em. Dạ, cô muốn gặp sơ phụ trách ở đây. Anh cần tìm sơ phụ trách có việc gì không? Con muốn gửi thằng cháu. Anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này.